Mặc dù từng là loài bò sát biển đã thống trị kỷ Jura 200 triệu năm về trước, tuy nhiên loài thằn lằn gò vẫn là một sinh vật còn nhiều bí ẩn và chưa có lời giải đối với con người. Mới đây nhờ đột phá về công nghệ quét chụp, các nhà khoa học Anh đã vén tấm màn bí ẩn của loài bò sát biển đã bị tuyệt chủng này. Sinh sống vào kỷ nguyên khủng long, có răng hình tam giác và ăn cá, mực và thậm chí là một số loài bò sát biển khác. Đó là một trong số những thông tin vô cùng ít ỏi mà người ta biết được về loài bò sát này từ trước đến nay. Tuy nhiên, một nhóm các nhà nghiên cứu mà dẫn đầu là nhà khoa học Delvai Sporfa đến từ Đại học Bristol đã vừa công bố nhiều phát hiện lý thú liên quan đến loài thằn lằn khổng lồ này. Sau khi tiến hành phân tích khoảng 200 mẫu scan hộp sọ của một mẫu thằn lằn được tìm thấy cách đây 5 năm, chúng tôi đã phát hiện ra một số mảnh sọ và cấu trúc não khá bất thường, chưa từng được biết đến. Từ đó, chúng tôi tiến hành theo dõi trên hệ thống số và phát hiện ra một hệ thống thần kinh vô cùng tinh vi. Theo các nhà khoa học, các kênh nối từ động mạch hàm lên phía hàm trên và mồm không chỉ có tác dụng vận chuyển máu mà còn làm nhiệm vụ kết nối thần kinh đến da và các mô mềm trong miệng, từ đó giúp con vật thực hiện các kỹ năng săn mồi một cách nhuần nhuyễn dưới nước, tương tự như loài cá sấu hiện đại. Chúng tôi phát hiện ra rằng hệ thống này không khác gì hệ thống dây chằng trong miệng loài cá sấu. Chúng giúp con vật có thể phát hiện con mồi vô cùng dễ dàng thông qua chuyển động cơ thể. Theo các nhà cổ sinh vật học, loài thằn lằn gò có chiều dài cơ thể khoảng 8 mét, một cái đầu giống cá sấu, cổ ngắn và thân hình giống một con cá voi. Loài thằn lằn biển khổng lồ này di chuyển trong nước nhờ những chiếc chân như mái chèo, những chiếc răng khổng lồ có kích thước to bằng quả dưa chuột, có tác dụng nghiền nát con mồi. Hàm răng của chúng được cho là có thể nuốt gọn một con bò chỉ bằng một miếng cắn.